Mình sẽ bật thử cho anh xem. Đó, anh thấy không? Cái kiểu bật của những chiếc xe của Audi, bật đèn của nó ấy, thực sự là nó để lại một ấn tượng rất là sâu sắc đối với cá nhân mình. Nó chạy hết từ phần bên trong ra bên ngoài, xong rồi chạy các cái đường led rồi này. Nó mang cái hơi hướng rất là công nghệ. Và thực sự là ít có mẫu xe nào có những cái cụm đèn đẹp được như kiểu Audi. To lớn, hầm hố và công nghệ, đó chính là những cụm từ dùng để miêu tả chiếc Audi Q8 đang đứng ngay cạnh mình. Ở chiếc xe này thì vẫn thường được báo giới phương Tây gọi biệt danh là tiểu Urus, hay là một chiếc Cayenne phiên bản giá thấp hơn. Thì quả đúng là như vậy, chiếc Audi Q8 này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MLB Evo chung với chiếc Urus hoặc là chiếc Porsche Cayenne. Do đó ấy, thì nếu mà để nói một cách công bằng ra thì chiếc xe này nó đúng thừa hưởng rất nhiều thứ, kể cả từ động cơ cho đến khung gầm. Nhưng cái phiên bản mà mình đang có ở đây là phiên bản 55T FSI, nó sử dụng chung khung gầm như là chiếc Urus, nhưng cái động cơ thì đã được thay đổi. Đây là động cơ V6, và lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái động cơ này. Còn vẫn như thường lệ, chúng ta hãy cùng đi một vòng xung quanh chiếc Q8 này đi. Thì ngay ở cái phần mặt tiền thôi, tại sao mình nói nó hầm hố? Chúng ta sẽ có một cái thiết kế thực sự là nó khác biệt so với những chiếc Q5 hay là Q7 đang hiện hữu của Audi. Ngay ở cái phần mặt ca lăng thôi, nó to bản hơn, nó dày dặn hơn và nó mang tới một cái nhìn nó rất là nam tính. Ngoài ra nhá, những cái đường viền của cái mặt ca lăng này thôi, Audi họ cũng thiết kế rất to bản. Tiếp tới này, cái cụm đèn chiếu sáng ở trên Q8 ấy, đấy các bạn nhìn nhá, đó, nó cũng được làm theo kiểu chạy đúng theo cái kiểu phong cách của Audi ấy. Nó rất là đẹp với cái kiểu thiết kế đèn 2 tầng. Mà cái 2 tầng của Audi ấy, tại sao mình vẫn luôn nói Audi là một cái hãng xe làm rất tinh tế. Tức là nếu như các hãng khác họ làm đèn 2 tầng theo kiểu một cái đèn định vị ở đây và một cái đèn chính ở đây, thì Audi họ nối liền với nhau nhưng vẫn có kiểu 2 tầng. Và cái thiết kế, cái bố cục của cái cụm đèn này này, nó cũng thực sự là nó mang cái thiên hướng về thời trang. Audi họ vẫn luôn luôn nhấn mạnh đến cái đặc tính kiểu hơi thể thao một chút, nhưng mà mình nghĩ là thể thao nó vẫn ít hơn so với thời trang. Thời trang thì vẫn là một cái gì đấy nó là điểm mạnh của những mẫu xe mang thương hiệu 4 vòng tròn của nước Đức. Tiếp tới thì ngay ở cái phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy một cái khoảng sáng tính từ gầm xe lên đến nắp capo rất to. Nó làm cái chiếc xe này ngay ở phần đầu thì chúng ta sẽ thấy là nó trường và thực sự nó rất là bệ vệ. Và ở trên hình ảnh ấy, ở trên những cái hình ảnh trên mạng thì đối với cá nhân mình nhìn chiếc Q8 này nó nhỏ bé hơn. Nhưng không hiểu sao khi gặp ở ngoài đời ấy, thì phải thú thực đây là một chiếc xe nó có một kích thước rất là lớn. Nó lớn ở những cái khoảng sáng gầm xe cũng như là ở phần thân xe thôi. Chỉ cần tính từ mặt sàn lốp cho đến phần nắp capo, anh em sẽ thấy là một cái chiều cao thực sự nó rất là ấn tượng. Xin mời anh em qua đây một chút. Đứng ở cái khu vực này ấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái sự to lớn của Q8. Nó thậm chí với cá nhân mình nó còn hơn so với chiếc Q7. Trang bị lốp ở trên phiên bản này chúng ta sẽ có một cái lốp đa chấu ở kích thước khoảng 21 inch, rất to. Nó gần như to nhất rồi, sau mỗi 22 inch thôi. Lốp thì lốp Hàn Quốc. Và cái cùm phanh bên trong nhá, nó cũng rất tương xứng với cả một chiếc xe như thế này. Ở trên nhiều mẫu xe SUV ấy, họ trang bị cùm phanh khá là bé một số mẫu xe. Nhưng mà với chiếc Q8 này thì cái cùm phanh thực sự là với cá nhân mình thì nó ấn tượng. Nó chỉ hơi tiếc một chút là đây là phiên bản N-Line, nhưng mà cái cùm phanh này nó không được sơn màu. Nếu là màu thì mình nghĩ là nó sẽ thể thao hơn. Còn cái bộ mâm này đáng giá đấy, mâm sơn đẹp. Xin mời anh em ra tiến thêm một chút ở phần thân xe. Ở đây là một chiếc xe sử dụng chung nền tảng khung gầm với chiếc Urus và chiếc Porsche Cayenne. Do đó ở cái phần khung ấy, chúng ta sẽ có một cái chiều dài tổng thể, chiều dài cơ sở nó tương tự so với hai mẫu xe mình vừa kể tên. Và cửa trên chiếc xe này, nào, cảm ứng này. Tất nhiên là cửa xe thể thao mà, phong cách thể thao nó phải là cửa chắn viền, không có viền. Và cửa đây là kính một lớp. Tiếng đóng cửa rất chắc chắn. Ở cái phần đuôi xe ấy, thì nếu như ở phần đầu xe, ở chiếc Q8 này nó đã có một cái diện mạo rất là thu hút ở cụm đèn chiếu sáng, thì với cái cụm đèn hậu ở đằng sau ấy, thậm chí nó còn đẹp hơn tương đối là nhiều. Nó hiện đại hơn, mình sẽ bật thử cho anh em xem. Đó, anh thấy không? Cái kiểu bật của những chiếc xe của Audi, bật đèn của nó ấy, thực sự là nó để lại một ấn tượng rất là sâu sắc đối với cá nhân mình. Nó chạy hết từ phần bên trong ra bên ngoài, xong rồi chạy các cái đường led rồi này. Nó mang cái hơi hướng rất là công nghệ. Và thực sự là ít có mẫu xe nào có những cái cụm đèn đẹp được như kiểu Audi.
ở trên thị trường hiện nay ấy, kể cả những cái thương hiệu như là Porsche này hay là kiểu Lamborghini ấy, họ cũng có những cái cụm đèn rất đẹp, nhưng nếu để có công nghệ đèn chạy 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 cái kiểu mà hơi lét lét kiểu ma trận một tí ấy, thì phải là Audi thì nó mới ra chất. Ngoài ra thì ở cái phần đuôi xe ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế thực sự rất nam tính. Nó mang cái hơi hướng tất cả mọi thứ đều được làm những cái đường thẳng cắt nhau. Nó ít có sự xuất hiện của những đường cong. Đó, anh em thấy không? Cái đèn LED sẽ rất đẹp. Và bây giờ mình thử mở cốp cho anh em xem. Đó. Khi mở cốp ra nhá, thì đấy, cái tấm che hàng cốp ấy, nó cũng sẽ tự động đóng vào, đóng điện. Và cốp của chiếc xe tất nhiên là cốp điện. Anh em thấy sao về cái khoang cốp này? Đối với cá nhân mình ấy, thì cái cốp này cũng khá là rộng. Theo một chiếc SUV mang cái phong cách hơi like coupe một tí ấy, thì mình nghĩ đây là một khoang cốp đủ dùng. Thậm chí là nó là thừa dùng cũng được. Tất cả mọi thứ đều làm này. Bọc nỉ. Chuẩn lắm. Đây mình sẽ thử đóng cốp này. Thì cái phần che của cốp nhá, nó sẽ tự động đóng xuống. Anh em nhìn nhá. Đây, trên này nhìn này, nó sẽ tự động đóng vào, đấy, đóng điện, rất tinh tế. Mời anh em ra động cơ trước đi, chúng ta ra động cơ trước đi, trước khi vào nội thất. Trên chiếc Q8, bọn mình đang có đây là phiên bản 55 TFSI. Cái đầu tiên bọn mình muốn nói là cái động cơ này là nó đẹp. Cái bố cục, cái sắp xếp khoang máy, cái nắp đậy khoang máy hay là khai cổ hút các thứ ấy. Thực sự nó họ làm rất đẹp, rất chỉnh chu. Nó mang đậm tính xe sang và xe sang nó phải như thế này. Cái khối động cơ trên chiếc xe này sử dụng là khối động cơ V6 tăng áp 3.0 kết hợp của công nghệ MyHybrid cho công suất đâu đó khoảng 340 mã và 500 Nm mô-men xoắn. Chiếc xe này hình như cũng có phiên bản sử dụng động cơ V8 thì phải, mình nhớ không đó, đâu đó không nhầm, thì nó cũng giống như chiếc KN ấy, KN Coupe phiên bản turbo ấy, thì nó cũng sử dụng chung một nền tảng động cơ và họ sẽ phát triển cùng một động cơ nhưng mà họ tinh chỉnh về công suất thôi. Còn ở phiên bản này chúng ta sẽ có động cơ V6 tăng áp 3.0 đi kèm với hộp số ZF 8 cấp tự động. Đối với cá nhân mình thì 340 mã với 500 Nm mô-men xoắn ở Việt Nam tại chiếc xe này thì nó quá thừa. Quá thừa luôn đấy chứ không phải là bình thường. Nó vẫn dư sức để thêm cho chúng ta những cái cảm giác lái rất thể thao. Còn thể thao như nào thì có lẽ sẽ phải hẹn anh em trong những cái video khác, video đánh giá chi tiết hơn về những chiếc xe như thế này, những chiếc xe sang của Audi. Mời anh em vào trong khoang nội thất để xem một chiếc xe SUV hạng sang. Chiếc xe này thì có giá khởi điểm mà khoảng cỡ 4,5 tỷ. Nhưng mà đây chỉ là giá khởi điểm thôi anh em nhé. Vì với Audi ấy, Audi chính hãng tại Việt Nam ấy, thì họ không để một mức giá nó cố định. Nó không phải là hàng kiểu như là hàng bán sẵn, mà nó như kiểu, nó giống như kiểu Porsche ấy. Tức là khi chúng ta thích một cái option gì, thích một cái trang bị gì thì có thể tích thêm và thêm tiền. Và 4,5 tỷ chỉ là mức giá khởi điểm của chiếc xe này thôi. Đó. Khi vào trong khoang nội thất ấy, thì cái điều đầu tiên anh em sẽ nhận ra đó là cái sự vẻ đẹp, những cái vẻ đẹp của công nghệ. Nó hiện hữu một cách rất là đầy đủ và toàn diện ở trên chiếc Q8 đời mới này. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó cũng tương tự như những mẫu xe Audi thời gian gần đây, những chiếc xe cao cấp, ví dụ A6, A7, A8, Q7. Thì họ đều áp dụng một cái phong cách thiết kế chung là hai cái màn hình đôi đặt dọc. Nó mang hơi hướng của công nghệ của tương lai rất là nhiều. Và cái màn hình ở trên Audi, kể cả chiếc Q8 này, thì đối với cá nhân mình nó rất mượt. Và nhưng mà cái phản hồi của nó sẽ chậm hơn một chút. Vì mình nghĩ cái này không phải là do cái ấy đâu, mà do cái cài đặt của nhà sản xuất ấy. Họ muốn để cho nó từ từ một chút để mang tính tinh tế. Tức là nếu khi chúng ta ấn vào nó phản hồi quá nhanh thì nó lại mất đi cái cảm giác gì đấy, nó sang trọng. Thì với chiếc Q8 này nó sẽ từ từ hơn một chút, làm chúng ta cảm giác là nó mềm mại hơn. Ngoài ra nữa thì ở các cái chi tiết nội thất trên Q8 nó là một mẫu xe hạng sang, SUV hạng sang, nhưng mà họ vẫn nhấn mạnh vào cái tính thời trang và mang hơi hướng trẻ trung nhiều hơn. Do đó là các cái ốp trang trí ở trên chiếc xe này, ngoài nội thất bọc da ra thì chúng ta sẽ có các cái viền táp lô đều là bằng đen, màu đen nhé, bằng nhựa màu đen piano. Nó sẽ để lại bân tay. Đây là một cái chi tiết mà mình nghĩ là đối với cá nhân mình thì mình không khoái cái chi tiết kiểu đen piano lắm. Đẹp thì đẹp thật,
nhưng nó lại bám vân tay. Đèn viền nội thất ambient light này, và các cái đường ốp trang trí nhá, họ làm bằng nhôm, nhưng mà cái nhôm này có cái chi tiết hình tam giác rất là đẹp nhá, rất là hay ho này. Với Q8 ấy, hay là với Audi ấy, thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm là phải những người chơi xe mà mang cái tâm hồn hoặc là cái độ tuổi nó trẻ trung một chút, hoặc kể cả trung niên nhưng mà cái phong cách của họ cũng rất là trẻ trung, thì mới chơi những chiếc xe của Audi. Còn nếu mà kiểu thích sang trọng, kiểu gì đấy hơi quyền quý thì lại có thể cân nhắc những chiếc xe khác. Tiếp theo thì cũng giống như A6 thôi, thì trên chiếc Q8 này cũng được trang bị các cái nút bấm cũng đều là bằng nhôm, nó gợi đến cái sự trẻ trung. Da thì chúng ta có thể thấy là da cao cấp này, tất cả ghế bọc da hết, và cái da của họ cũng rất là mềm và mịn. Audi mà xe sang là, nói chung là để mà chê những chiếc xe này khó lắm, thật sự. Tiến tới ở cái khu vực phía trước của mình ấy, sẽ là một cái vô lăng thiết kế cũng quen thuộc thôi. Cá nhân mình thì mình thích cái vô lăng bốn chấu của Audi, cái vô lăng mà của giống một chiếc A6 hơn. Nó với cá nhân mình trông nó lai lai gì tinh tế và nó hơi sang trọng một chút, thì cái vô lăng thì lại mang cái thân này hơi thể thao hơn. Lẫy chuyển số có hết, và cái màn hình công tơ mét của chiếc xe này là dạng full LCD. Đối với cá nhân mình ấy, thì cái cụm màn hình LCD này rõ ràng nó thời trang và nó đẹp mắt hơn nhiều. Nếu để so ra thì còn nếu cái màn hình analog bình thường ấy của Audi bản chất nó cũng đẹp rồi, nhưng mà công nghệ mà, chúng ta vẫn thích cái gì để nó màn hình, cái thứ nó nhiều màn hình. Như trên chiếc xe này là có 3 màn hình, mình sẽ thích hơn. Ngoài ra thì về trên chiếc xe này chúng ta sẽ có loa B&O, loa cao cấp hàng hiệu B&O, đâu đó khoảng 18-19 loa gì đấy, mình không nhớ chính xác lắm. Gương thì là gương tràn viền. Các cái bố cục phần trần xe nó cũng tương tự như vậy thôi. Nhìn chung thì ở trên Audi Q8 ấy, mình nghĩ đây là một chiếc xe cũng sẽ khá là kén khách. Bởi vì sao? Thứ nhất là ở Việt Nam thì cái nhu cầu chơi xe thì đa phần người dân họ vẫn nhấn mạnh những cái sự thực dụng hơn. Ví dụ họ sẽ nhìn đến những chiếc như Q7 thấp tiền hơn chiếc xe này, nhưng mà nó lại có cái cấu hình chỗ ngồi nhiều hơn, hay là bé hơn thì có chiếc Q5. Còn Q8 thì nó sẽ nhấn mạnh vào những cái người chơi có cái phong cách trẻ trung, mà họ bớt đi cái sự thực dụng mà họ muốn một cái gì để nó thời trang và nó mang tính đẳng cấp nhiều hơn, thì sẽ lựa chọn được chiếc Q8. Và nói là kén khách thôi, nhưng mà thực ra là theo thông tin mình biết thì khoảng cuối năm 2020, cái lô xe khoảng 50 chiếc của Q8 này về Việt Nam cũng đều đã được bán hết. Với một chiếc xe sang như thế này và hơn 50 chiếc như thế trong một khoảng thời gian ngắn ấy, mình nghĩ đây cũng là một con số rất ấn tượng đối với chiếc Q8 này. Chứng tỏ là nó cũng được lòng rất nhiều các tay chơi Việt. Mời anh em ra hàng ghế thứ hai để xem khoang cabin đằng sau của chiếc Q8 này nó như thế nào. Do sử dụng chung cái khung gầm với cả chiếc KN ấy, nên là cái khoang hàng ghế thứ hai ở trên Q8 chúng ta sẽ chẳng phải bàn về cái độ rộng rãi nữa. Ghế có thể ngả hết cỡ rồi. Có thể điều chỉnh nhá, ghế này được mà. Đây có, đây anh em này, có thể điều chỉnh nhá. Có thể. Với cá nhân mình thì đây mình hết cỡ rồi ngoài sau. Đấy, hết cỡ đằng sau này. Thì cái khung ăn hàng ghế thứ hai của chiếc Q8 này nó quá thừa thãi rồi. Đây các bạn nhìn này. Mình chỉnh ghế trước theo đúng cái tư thế ngồi của mình rồi, và cái hàng ghế thứ hai nó vẫn quá thừa thãi. Quá rộng. Điều hòa 4 vùng độc lập. Và nếu khi anh em ngồi ở cái vị trí hàng ghế thứ hai này, nhìn lên cái bảng điều khiển trung tâm khoang cabin ở phía trước ấy, thì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cảm nhận đó, đúng là nó là một bầu trời công nghệ. Ở riêng ba cái phần màn hình thôi, ba cái phần màn hình ở trên cái phần ghế lái kìa, thì nó đã mang tới một cái cảm giác nó hiện đại, và thực sự rất ít có mẫu xe nào có thể đem đến chúng ta những cái cảm giác như thế này. Phải công nhận là những chiếc xe của Audi họ luôn luôn nhấn mạnh đến những thứ về vẻ đẹp công nghệ. Mình nói về vẻ đẹp công nghệ nhá. Còn về công nghệ thì tất nhiên là mỗi hãng sẽ có một cái phong cách, một cái chế độ, một cái chức năng khác nhau. Nhưng mà về vẻ đẹp mà khi chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy là nó rất công nghệ ấy, thì phải là Audi. Họ luôn luôn đem đến một cái cảm giác như vậy, rất ấn tượng. Về cái cảm giác ngồi ở trên chiếc khoang hàng ghế thứ hai của chiếc Q8 ấy, thì nó vẫn là sự êm ái. Nhưng mà nếu mà để nói là mình cũng đã từng cầm lái những chiếc xe của Audi, thì nếu để nói về độ êm ái theo kiểu về hệ thống treo ấy, thì mình đánh giá cao những chiếc xe của Mercedes-Benz hơn. Nhưng bù lại, những chiếc xe của Audi thì họ lại mang tới cho các bạn những cái cảm giác nó êm ái, nó vừa phải, và nó vẫn có một cái độ cứng nhẹ nhẹ của những chiếc xe mang phong cách thể thao. Tất nhiên đó là phong cách của mỗi người, cái sở thích của cá nhân của mỗi người.
Còn những chiếc xe như kiểu Audi nhập khẩu từ Đức này thì khỏi phải nói rồi, với những cái độ hoàn thiện, những cái chắc chắn của nó ấy, thì nó luôn luôn là đỉnh cao. Rất khó để có thể chê bai một cái gì đấy về những cái trang bị hay những cái về tính năng cũng như là cái sử dụng ở trên những chiếc xe như thế này, chiếc Q8. Đó là những cái trải nghiệm nhanh, những cái đánh giá nhanh của bọn mình về chiếc Q8 55 TFSI với mức giá khởi điểm khoảng 4,5 tỷ tại Audi Việt Nam dành cho các bạn. Còn anh em thấy sao về chiếc xe này, về mức giá, về trang bị cũng như là về tổng thể cả chiếc Q8 này, anh em thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới. Và xin chào và hẹn gặp lại.